Sau đây mình xin review cái vết chính mà gắn cái trắng bùn mình tự chế, trắng bùn trước và trắng bùn sau. Ở đây các bạn có thể thấy là cái đường sình nó dăng này. Đó. Nếu như mà không có làm cái tấm này á thì nó sẽ dăng vô những cái bộ phận đây. Những cái chi tiết rất là khó rửa. Cây phục. Đó, nó trong đó nó có cả bình xăng và cái ống dẫn xăng luôn đó. Các bạn có thể thấy thì khi mà đi đường trời mưa đất cát mà nó dơ nhiều quá thì nó dăng dơ dữ lắm. Rồi có thể là sẽ làm hư những cái chi tiết trong 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 máy đó. Và tốn thời gian rửa nữa. Thì cái miếng này của mình nó là miếng miếng nhựa thôi. Các bạn có thể lấy cái đồ lót chuột chẳng hạn, cái miếng lót chuột cắt ra dán, sử dụng keo 3M. Thì chiếc trước của mình là chiếc R6N, thì mình cũng có xài cái tấm này là khoảng 5-6 ngàn, thì mình thấy xấu quá thì mình lột ra mình sửa lại, mình dán miếng khác cho đẹp, còn không mà nó không có rớt. Khi mà mình chạy á, thì nó sẽ cái tấm này nó sẽ nhúng xuống, nhúng xuống sâu xuống, sâu xuống hơn 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 cái bây giờ đang thấy, thì nó sẽ ngăn cát đất sình lầy với dân. Đồng thời cái lợi của nó là sẽ làm đỡ dơ cái dây sên nữa. Đây, nếu mà không có cái miếng này á, thì nó sẽ dăng hẳn vô trong cái mấy cái phần này, dơ không dây sên hết. Vết chính thì nó làm ở trong trống rỗng mà nó rất là nhiều chi tiết nhỏ nhỏ nhỏ, chúng ta sẽ khó mà vệ sinh được. Gắn cái miếng này lên thì cũng không có xấu cái xe là bao, cũng chả có xấu gì hết. Đây nhìn tổng thể không có gì xấu xe hết. Sau này mình sẽ gắn cái bảng số nữa. Còn về trước, về trước thì cực kỳ phải quan trọng. Đây mình cũng cắt dạng, mình test cái miếng này cho R6N là trình chạy gần 200 thì nó không có rớt, không bung, không gì hết. Mình làm cắt cái cổ bô ra. Đây cái vết chính thì được có cái là nó làm cái miếng này nó sẽ hẳn luôn, không có làm dài được xuống tới dưới dưới này một tí xíu. Nếu mà làm được dài xuống thì nó sẽ ổn hơn, sẽ sạch luôn cái phần cái lốc máy bên trong. Còn dày thì nó sẽ dơ phần khoảng khoảng nửa cái máy. Nhưng mà cái lợi ích của nó là không có làm dơ cái két nước. Cái két nước này đi trời mưa mà không có che cái miếng này nó sẽ lăn dăng một đường đất dài lên, và khi mà cái nó nóng thì cái đất đó nó với cộng với là cái nước sình nó sẽ dính lại bám như là xi măng. Thì chúng ta sẽ không có thể nào mà xịt rửa được bằng cái cách thông thường, thì phải đem vào hãng hoặc là những cái nơi mà sửa xe người ta mới vệ sinh, thì phải tháo cái này ra vệ sinh. Rất là mất công, tốn thời gian và tốn tiền. Cái miếng này mình làm, mình mua một cái cuộn này cũng khoảng 10 ngàn thôi, nó tới đâu khoảng cả bề ngang chục mét, bề dài chắc cũng bề ngang là 5 mét, bề dài cũng chục mét, khoảng 15 ngàn thôi. Mình làm cho được khoảng từ khoảng 30-40 chiếc xe. Với giá 15 ngàn mình sẽ làm được 30-40 chiếc xe. Mình để đây, mình cứ khi nào mà mình cảm thấy là nó dăng, nó dơ những cái bộ phận nhiều quá, mình sẽ suy nghĩ mình sẽ làm cách nào mình cắt cái hình cho đẹp, hoặc là mình sẽ làm sao cho nó giảm thiểu cái khả năng mà dăng dơ. Thì trong cái quá trình mà sử dụng xe mình để ý cắt cái miếng nó cho phù hợp với lại cái xe. Cái vết chính này thì nó làm thì quá tiện, nó vừa có đằng trước nó vừa dễ gắn mà đằng sau cũng rất là dễ. Chiếc R6N rất là khó gắn, phải nó có nhiều cái đường cong nó làm thẳng, mình phải khó, rất là khó uốn. Còn chiếc vết chính này đây thì khi mà bạn nhìn ngang qua thì nó cũng rất là bình thường thôi, không có làm xấu chiếc xe.
hạn chế dân dơ các nước rất là tốt, rất là ok, nhìn không thể nào mà biết được là đồ dán thêm. Ở phía sau này thì mình chưa có chăm chút, mình chỉ dán lên đi đỡ một thời gian thôi, rồi có thời gian mình sẽ làm đẹp hơn. À, những cái dòng xe khác, ví dụ như nói chung thì xe nào thì cũng muốn làm như vậy cũng được thôi, rất là đơn giản. Rồi các bạn nào mà muốn làm cái miếng giống như vậy á thì ra ngoài tập hóa ở quê thì người ta có chợ, thì chợ có những cái quầy bán tập hóa như là đồ điện rồi ốc vít rồi bộ lon con tán đồ lưới rồi ba cái đồ tùm lum á, thì vô hỏi người ta cái miếng nhựa này thì người ta bán một cái mấy cái cuộn như vậy là khoảng 15.000, về mình cắt ra mình sẽ lấy keo mua lên Lazada sệt cái keo 3M chịu nhiệt, cái loại mà nhuyễn thôi, để mình sẽ lấy cho các bạn coi. Đây, cứ mua cái loại y chang như vậy thì mới xài được. Cái nó có nhiều loại 3M lắm, nhưng mà những cái loại 3M kia thì nó không có chịu được nước. Còn cái 3M này để dùng dán chịu nhiệt cho cái điện thoại nè, dán bên trong điện thoại đó, màn hình đồ đó. Thì mình mua cái loại này xài nó sẽ chống nước rất là tốt. Đây các bạn, nhìn cho kỹ rồi mua. Cái cuộn này độ khoảng chừng 100, 120 gì đó. Cái cuộn keo về xài cho cả chắc cả 500, 600 xe cũng chưa hết nữa. Ở đây là tổng quan về cái miếng dán. Ai mà không có tự làm được thì cứ comment xuống dưới để địa chỉ số điện thoại, thì mình sẽ lấy trung bình một cái miếng trước sau này khoảng chừng 10.000 thôi, là tại vì 10.000 với lại tiền ship đồ, tiền ship thì chắc chừng khoảng 10.000 nữa là tất tầm khoảng 20 thôi. Thì nói chung thì mình chỉ lấy cái công thôi, các bạn đo chụp hình cái xe chẳng hạn. Đây rồi mình sẽ, các bạn comment thì mình sẽ cho cái số điện thoại rồi lên Zalo, rồi chụp hình chiếc xe, cái đuôi xe lại cái vị trí y vậy, thì đo coi cái nó bao nhiêu, cái chiều ngang qua là bao nhiêu cm thì mình sẽ cắt mình làm gửi cho. 20.000 thôi thì nó sẽ rất là đỡ dơ xe. Các bạn mà đi mùa mưa về nó chỉ dơ từ cái phần này đổ xuống tới hai cái gắp đây thôi, còn cái phần ở giữa xe hoặc là cái lốc máy là không hề dơ. Những giống như vậy đây thì nó dăng dơ, nó sẽ dơ cái phần ở dưới cái lốc máy rồi, còn xung quanh đây thì không dơ. Thì chúng ta nếu mà làm biếng thì có thể là lấy vòi nước rồi xịt chà sơ sơ dưới thôi. Những cái dòng mà mô tô hay là cái bình xe mô tô nhỏ lớn gì có bình xăng trên thì mình hạn chế mình rửa mấy trên, đó là vừa rửa cái dàn cổ này nước nó vô trong cái chén cổ làm sét hư cái chén cổ, còn bình xăng thì có khi thì nó cũng vô nước đọng, với lại những cái công tắc điện nhà mình rửa xe thì không có cái vòi xịt thì nó sẽ hư mấy công tắc này, rất là phiền phức. Review sơ cho các bạn thấy là về cái miếng chắn bùn đó, là mình đảm bảo một điều là cái Việt Nam này á, ngoài những ship những cái mà nó có bán những cái miếng chắn bùn ở ngay đó luôn, nhưng mà mình phải ship về mấy trăm hay triệu mấy gì đó, trong khi miếng mình làm có 20.000 thôi à. Hư miếng này làm miếng khác, một miếng gì đi 5, 6, 7 ngàn cây là chuyện bình thường, nó không có rách không có rớt cái gì hết, rất là ok. Khi các bạn muốn làm gì mình sẽ làm cho hai cặp để dành, khi mà ví dụ như mà nó bị hư hay gì đó thì dán lại, đơn giản vậy thôi. Còn mùa mưa thì chúng ta rất là cần, mà những cái dòng xe mà ví dụ như có cái sơn trần gì không có
cái miếng trắng này á, thì nó dăng vô dơ dơ sên, tốn thời gian, với lại đi đi sên nó không có được im nữa. Đây các bạn, nhíp chính này nó rất là vô dụng ở cái chỗ cái bát biển số này, rất là vô dụng. À, sình nó dăng hẳn lên luôn, nó nhỏ xíu nó không có trắng bùng, không có gì được hết á. Cái này bây giờ muốn thì tháo ra dục thôi, chứ không có không không có suy nghĩ là nó dùng để trắng bùng nữa. À, cái chiếc xe này nó uống xăng hơi bị nhiều. Ở trên đồng hồ thì nó ghi là 17,8 cây số một lít. Đó là mức tiêu hao nhiên liệu trung bình, nhưng mà trong mình mới đi có 150 cây, mình đổ 17 lít. Mình đi 150 cây là nó hết còn có 2 lóng thôi. Mức tiêu hao chắc nếu mà xe này chạy hẳn hình như tầm khoảng 250 đổ lại là nó hết một bình xăng 17 lít. Mình test đường cũng đường nông thôn thì mình chạy cũng đều đều ra cũng phải từ 90 100 ở 4.000 vòng, thì mình rô đai chạy xe. Thực tế thì xe đời mới thì có nhiều người nói là không cần rô đai, nhưng mà thực tế là cũng mình cũng nên chạy đúng như cái sách hướng dẫn sử dụng, nó ghi là chạy khoảng 4.000 vòng nó sẽ tốt cho xe hơn. Và mình chạy ở nhiều cái cấp số để cho cái nồi hoặc là những cái chi tiết khác nó vẫn được được hoạt động, bào mòn đều hết, thì cái chiếc xe mình nó sau này đi nó sẽ im mà nó sẽ ok hơn, bốc mạnh hơn những chiếc xe khác. À, cái ngoại hình của nó thì mình cũng phải nên giữ gìn rồi cho nó sạch sẽ kỹ lưỡng. À, đi xe thì mình cũng phải chà rửa đồ. À, mình đem ra thợ thì mình cũng phải lâu lâu mình cũng phải tự rửa nhà để cho nó sạch. À, mình nói ví dụ khi lỡ bán lại xe chẳng hạn đi, thì xe nó cũng mới cũng khen. À, mình đi hay là người khác đi thì người ta cũng cảm thấy ok. À, nói thêm về cái đèn của Z9 này là cái đèn rất là tệ, không có thể nào mà sử dụng được. Nó gắn lên để trang trí chơi thôi, chứ bên ban đêm là hoàn toàn không thấy được. Còn hai cái vị trí mà gắn cái xi nhan này á, nếu mà các bạn bật cái nút ưu tiên mà nó chớp một lượt á, thì mình ngồi mình sẽ bị chói mắt. Cái đèn cái vị trí này nó sẽ dạ lên mắt mình. Xe mình thì chưa có gắn với đồ chơi gì hết á, mới mua về hôm qua thôi. Mình sẽ review cho các bạn nào mà có muốn mua giá chính đồ, kỹ lưỡng từng cái chi tiết của chiếc xe. À, về cái phần mà giảm xóc của nó thì nó chỉ thích hợp là đi cái đường mà có đường đẹp, còn những cái đường mà nó không phải là nó xấu, không phải ổ gà đâu, nó làm ví dụ như không bằng phẳng, nhấp nhô 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 á, thì đi chiếc xe này cực kỳ vất vả. Thì video sau thì chắc là những video sau đó thì mình làm video thì bất chợt thôi. Có khi mình muốn làm cái này, có khi mình làm cái kia, nhưng mình không có thể nào mà nói trước được mình làm cái gì. Và đơn giản là mình đi mình cảm nhận sao thì mình sẽ review cho mọi người cùng mà cùng biết. Ví dụ như có muốn mua xe thì mình cũng tìm hiểu có tài liệu. Mình để ý trên các diễn đàn hay là YouTube hay gì đó thì rất là ít bài chia sẻ về cái chiếc Z9 này, và thậm chí là cái clip mà test bit của nó thì cũng không có nữa. Clip test bit ở YouTube đó là hầu như là rất ít, chỉ có cái clip mà của cái hãng nó làm là chạy được 256 trong điều kiện mà của nó. Còn thực tế nếu mà ở ngoài mình chạy thì có cái clip mình có đăng lên cũng đó của bạn nữ nào đó chạy được khoảng 240 là bạn nó chưa có kéo ra lên nữa, chứ nếu kéo ra nữa cho nên mình nghĩ chắc cũng được 250. Nếu mà so với Z1000 thì nó cũng rất ok. Ở cái chiếc Z9 này thì nó làm những cái chi tiết nhựa nhiều quá. Ở đây những bắt những cái ngàm ở trên trong là xài ngàm thôi, thì nó
đi thời gian mình không biết là có kêu hay không, nhìn nó hơi lô. Đây ở dưới cái mặt ở dưới của nó là không có con ốc nào hết, đó là nguyên một cái bệ nhựa gắn cái ngàm lên. Cái thiết kế này nó cũng giúp một phần là cái sình đất nó cũng không có dâng lên được cái trong ở bên trong cái yên so với những chiếc xe khác. Những chiếc xe khác mình đi thì nó có những cái lỗ ốc đồ ở dưới này dâng lên dơ, bên trong yên rất là dơ. Cái phục trước của thằng Z9 thì nó trước sau thấy nó cũng không có im lắm, trừ khi nào các bạn rớt ổ gà hay cái gì đó thì cái phục cái độ nhúng của nó ok. Còn nếu mà đi đường mà nó không bằng phẳng là nó sẽ rất là mệt. Có mấy cái chi tiết mà nếu mà mình muốn tự tay mình trang trí thì mình làm cũng được, hơi mất công tí. Những này mình mua đi mua giấy carbon thì mình dán cũng rất là đẹp. Chiếc R xưa mình dán rồi. Mà dán cái đó rất là tỉ mỉ khó. Mình đem ra thợ thì người ta dán ok hơn. Mình cũng có dán miếng nhỏ đây. Cái miếng này là dễ nhất trên xe mình mới dán được. Đây. Dán nó nhìn cũng rất là đẹp. Mình là tay ngang thôi, mình tự dán thôi. Có những cái nếp thì nó vẫn bung, mình sẽ ép lại thôi. Dán thì tương đối là cũng hơi khó tí, không có đơn giản. Mình không chuyên. Đây, những cái này đi nó bung rồi. Chút nó hơi lửa lại. Chắc là khoảng mấy ngày nữa, khoảng ngày mai mình chắc sẽ làm một cái cổ bô. Gắn cái lon SC vào và test bô. Test thì hơi sớm nhưng mà mấy bạn mình nó muốn nghe cái tiếng bô của giá chính, chắc là đành phải gắn thử thôi. Không biết nó có ảnh hưởng gì tới máy móc mình không, không biết. Tại vì cái xe này cơ bản là mình thấy nó ăn xăng nhiều quá, mà gắn cái bô khác thì không biết sao. Xe mình giữ bầu lại, mình không có cưa bầu. Cưa bầu thì nó sẽ làm mất zin của cái cây bô ổn. Còn mình thí dụ như cái giá chính thì mình chỉ việc tháo cái lon ra thôi, thì mình có thể làm cái một khúc cổ gang tay vậy, rồi gắn ngay khúc nối đó, ngay khúc cái bầu thì gắn đi lên đây, từ đó làm cổ dài và lên tới đây, lên tới đây. Thì cái lon bô nó sẽ nằm khoảng tầm khúc này, lon SC chứ nó con khúc rồi. Thì mình sẽ gắn cái bát vô đây. Rồi. Chắc là làm cái lon cái bô này á. Nếu mà đi làm cái bô y vậy, làm cổ vậy rất là khỏe, khỏi suy nghĩ gì, khỏi cưa lại gì hết. Ví dụ như mình muốn về bô zin thì mình việc gắn vô thôi. Đơn giản, không có gì khó, khỏi phải đem ai làm, nhờ ai làm. Rồi cảm ơn bạn đã coi video clip của mình. Mình sẽ làm nhiều video clip về chiếc chính hơn nữa để chia sẻ cho các bạn biết về cái chiếc xe mới xuất hiện trên thị trường này.